những nơi tuyệt đối không được đến vào tháng cô hồn. Hoan Hỷ kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tử Vi Tổng Hợp trên kênh Phong Thủy Gia Cát ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý anh chị và các bạn, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn là thời điểm rất đặc biệt trong năm. Theo truyền thuyết Trung Hoa lưu truyền, vào tháng 7 âm lịch, bắt đầu từ ngày mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ ra lệnh cho mở cửa quỷ môn quan để các vong hồn được trở về dương gian. Bởi vậy nên tháng này dương gian thường gọi là tháng cô hồn. Đây là khoảng thời gian mà những vong linh không nhà vất vưởng khắp mọi nơi. Đối với một số những người yêu bóng vía sẽ rất dễ bị vong trêu chọc, phá phách, đặc biệt khi đi đến những nơi đầy oán khí. Thông thường trong một thành phố sẽ có rất nhiều những khu vực có những nơi chứa nhiều tà khí như vậy. Có những nơi chỉ cần nhắc đến, chúng ta đã thấy sợ người. Nhưng cũng có những nơi chúng ta thậm chí còn chẳng ngờ tới. Bước vào tháng cô hồn, âm khí vượng khiến cho những nơi đó càng thêm u ám, khiến cho người lui tới đây không biết cách phòng tránh thì sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như vận khí. Vậy quý anh chị và các bạn liệu có biết đó là những nơi nào hay không? Và nếu như bắt buộc phải lui tới những nơi đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Đây là điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Đặc biệt, quý anh chị có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi tại phần mô tả của video này. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Những nơi nhiều tà ma tuyệt đối không được đến vào tháng cô hồn. Đầu tiên chính là những nơi xảy ra tai nạn hay tai họa chết người. Đây có thể là địa điểm đứng đầu về âm khí vượng trong danh sách. Có thể nói, những nơi xảy ra các vụ chết người, dù là tự sát, bị giết hay bị tai nạn giao thông, bị chết vì thiên tai hỏa hoạn thì đều có tà khí cực mạnh. Những cái chết được gây ra bởi tai nạn, thiên tai hay thậm chí là bị người khác giết đều là những cái chết đau đớn và đầy oan khuất. Chính vì vậy mà nơi đây mang oán khí cực nặng nề, lâu dần tích tụ lại khiến cho nơi này trở nên u ám, lạnh lẽo, đối với sức khỏe của con người ảnh hưởng vô cùng xấu. Thường thì khi xảy ra tai nạn chết người, vong hồn người chết như dân gian hay nói là chết ở đâu thì hồn ở đó. Thường sẽ vất vưởng cho đến khi nào có thân nhân đến gọi đưa về nhà. Tuy nhiên, đối với một số tín ngưỡng, người nhà nạn nhân thường chỉ đến đưa xác trở về an táng, nhưng lại quên không gọi hồn về. Thành ra, hồn nạn nhân vẫn cứ vất vưởng ở đó, trở thành ma đói, ma khát. Nếu như chúng ta bất cẩn đi qua đây mà hợp vía, rất dễ sẽ bị theo về nhà. Chính vì vậy, chúng ta cần phải để ý đến những địa điểm hay xảy ra tai nạn, thiên tai để biết đường tránh và tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai, nơi thường tổ chức cung tế, gọi hồn. Thông thường, ở những nơi tổ chức cung tế hay gọi hồn sẽ tồn tại rất nhiều tà ma và vong linh lảng vảng quanh đó. Theo truyền thuyết Trung Quốc, vào thời kỳ cổ đại, con người rất tin tưởng vào thánh thần. Tất cả những thiên tai, hiện tượng thiên nhiên đều được cho là cơn thịnh nộ của thần linh. Để xoa dịu thì họ sẽ thực hiện cung tế lễ vật. Và lễ vật thường thấy chính là con người. Những người được chọn để hiến tế thường là bị chôn sống hoặc ném xuống vực, tạo nên oán khí tích tụ dày đặc. Khi đến những nơi này, điều dễ nhận thấy nhất là chúng ta có cảm giác sợ người. Tương tự ở những nơi tổ chức gọi hồn, cũng có rất nhiều vong hồn lảng vảng trầu trực để được hưởng hương hoa, nhận người thân. Và nếu có người yêu bóng vía ở đó thì rất dễ bị trêu. Thậm chí nếu gặp vong linh ác thì sẽ bị chiếm mất thần xác. Quý anh chị và các bạn, nếu có những công việc phải lui đến những địa điểm này trong tháng 7 cô hồn, hãy mang theo bên mình mặt Phật, bát bảo tâm kinh, giúp gia trì công đức, đem lại bình an, may mắn cho bản thân. Những nơi tiếp theo không nên đến là ao hồ, sông ngòi, biển. Chắc hẳn quý anh chị và các bạn đã từng một lần nghe nói về loài ma da. Ma da hay còn gọi là ma chết đuối. Đó chính là vong hồn chết oan của những người chết đuối, thường là những người đi thuyền bị đắm, đi bơi bị chuột rút. Theo dân gian, khi có người chết đuối,
nghĩa là kẻ đó đã được Hà Bá chọn là lính, nên vong hồn không thể siêu thoát. Để có thể được đầu thai, Ma Gia phải chọn kẻ khác chết thay mình. Chính vì vậy, khi đi qua những khu vực như ao, hồ, sông, suối vào ban đêm, nhất là vào tháng cô hồn, thời điểm âm khí phượng nhất, cần chú ý đảm bảo an toàn để tránh bị Ma Gia kéo xuống nước. Quý anh chị và các bạn hãy rủ thêm người đi cùng, đặc biệt là những người có phần dương mạnh để lấn áp bớt âm khí, tránh gặp tai nạn không đáng có. Địa điểm tiếp theo là nhà xác, phòng phẫu thuật của bệnh viện. Khu vực nhà xác là nơi chứa tất cả những xác chết vì bệnh tật, vì tai nạn mà không thể chữa khỏi. Cũng tương tự nhà xác, phòng phẫu thuật cũng là một nơi khá nhiều âm khí bởi số lượng người chết khi phẫu thuật là rất lớn. Những vong hồn chết trong bệnh viện thường sẽ lởn vởn một thời gian khá lâu rồi mới rời đi. Bởi nhẽ ra, tuổi dương thọ của họ chưa hết, phải đợi đến đúng thời điểm thì mới có thể siêu thoát. Đặc biệt là nhà xác, nơi tập trung phần thân xác hay còn gọi là nhà của những vong hồn. Nơi này âm khí vô cùng mạnh, nếu vào tháng cô hồn còn có thể tăng thêm sự u ám lạnh lẽo, sẽ khiến những người qua lại bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Cuối cùng chính là nghĩa địa. Nhắc đến nghĩa địa, chắc hẳn quý anh chị và các bạn không còn xa lạ gì. Nơi đây có thể nói là địa điểm có âm khí nặng nề nhất, bởi tất cả những người chết đều được chôn cất tại đây. Theo dân gian, đây chính là ngôi nhà chung của các vong hồn, nhất là những vong hồn vất vưởng không có người thờ cúng. Tháng 7 cô hồn, khi mà cửa địa ngục mở cửa, các vong hồn dưới âm phủ thoát ra và hội tụ lại với những vong hồn vất vưởng ngoài nghĩa địa, hình thành nên một không gian vô cùng lạnh lẽo và u ám, hàn khí rất độc, rất dễ khiến những người chỉ đi ngang qua mắc bệnh, thậm chí nếu như yếu vía sẽ bị hù dọa. Ngoài ra, nghĩa địa cũng là một nơi hoang vắng, ít người qua lại, là nơi hoạt động về đêm lý tưởng của rất nhiều thành phần nghiện ngập, trộm cắp. Nếu không chú ý cẩn thận, sẽ rất dễ gặp họa cướp giật, khống chế đe dọa hoặc sớm phải kim tiêm có bệnh truyền nhiễm. Trên đây là tất cả những nơi tuyệt đối không nên bén mảng tới trong tháng cô hồn. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều những địa điểm có âm khí vượng. Tốt nhất là quý anh chị và các bạn vẫn nên chú ý an toàn cho bản thân bằng cách hạn chế đi đêm về hôm. Và khi có việc thì mang theo bên mình mặt Phật Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo giúp gia trì công đức, đem lại bình an, may mắn cho bản thân, tránh gặp phải vong hồn quấy phá. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay, mong quý anh chị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúc quý anh chị luôn gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.